Xin trân trọng kính chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài cho chúng ta có cơ hội học với nhau theo chương trình Cuộc đời Chúa Cứu Thế cuốn 1. Và để bắt đầu chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời quyền năng yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì ban ơn cho chúng con có cơ hội để học lời của Chúa với nhau. Chào ơi, xin thần linh, thánh linh của Ngài đến với sức tàu trên chúng con, bảo vệ chúng con nhân danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con công bố tất cả quyền lực của sự tối tâm phải cút xuống vực sâu, và nhân danh Chúa Giêsu tất cả những cái phương tiện công cụ của chúng con được Ngài bảo vệ, được Ngài chúc phước, được Ngài ban ơn, và lòng của chúng con được Ngài bảo vệ ban ơn. Chúng con cảm ơn Ngài, xin Ngài thánh hóa, Ngài chúc phước trên tâm trí của chúng con để hầu cho chúng con nhận lãnh điều dạy dỗ của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cuộc đời Chúa Cứu Thế thì chúng ta đã học tới bài 9, và trong bài 8 thì chúng ta học 3 năm chức vụ về cuộc đời của Chúa Giêsu. Thì trong bài 9 thì chúng ta thấy rằng ở đây có 5 cái 1 2 3 4 5, và đây là 5 cái cây cầu. 5 cái cây cầu này là gì? Là cái sự mà kết nối giữa phân đoạn này tới phân đoạn khác. Đó là sự chuyển tiếp, đó là những câu kinh thánh chuyển tiếp từ cái giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu sang giai đoạn khác trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy phúc âm Ma-thi-ơ thì được chia làm 28 đoạn, và các phần sau, phần mở đầu thì có Ma-thi-ơ 1, Ma-thi-ơ đoạn 1 thì phần thời thơ ấu, phần mở đầu thì là phần giới thiệu trong sách Ma-thi-ơ. Thời thơ ấu thì chúng ta thấy Ma-thi-ơ đoạn 2, và chúng ta có Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 là câu kinh thánh đầu tiên nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chúng cho chúng ta biết về sự giáng sinh của Chúa tại Bethlehem. Chúng ta gọi đây là cây cầu đầu tiên vì nó đưa chúng ta từ phần giới thiệu trong Ma-thi-ơ đoạn 1 đến thời thơ ấu trong Ma-thi-ơ đoạn 2. Chúng ta cũng qua cây cầu này thì chúng ta thấy rằng cái cây cầu đầu tiên đó là Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 là nối, là phần nối giữa gì, giữa phần giới thiệu và thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Để chúng ta gạch xuống ở trong lấy bút gạch xuống trong sách của mình là thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Năm chuẩn bị thì kinh thánh là Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 1 đến đoạn 4 câu 12 thì có cái cây cầu chuyển tiếp giữa từ năm chuẩn bị cho tới năm từ năm thời thơ ấu cho năm chuẩn bị, đó là cây cầu thứ hai, đó là đoạn 3 Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 1. Và năm được mến mộ thì kinh thánh từ Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12 cho đến hết đoạn 13. Và ở đây chúng ta thấy rằng câu 13 là Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12 câu 13. Chúng ta thấy cái cây cầu thứ ba đó là Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12 tới câu 13 là giai đoạn chuyển, là cái câu kinh thánh chuyển tiếp từ năm được, năm chuẩn bị cho sang năm được mến mộ. Và chúng ta thấy năm khổ nạn thì có cấu trúc từ Ma-thi-ơ 14 tới Ma-thi-ơ 27, và có cái cầu thứ tư đó là Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 1. Và chúng ta sang cái giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn sau phục sinh, thì
Matthew đoạn 28 thì cây cầu thứ năm là 28 có một. Cho nên tất cả những cái cây cầu này đều là cái cầu nối giúp giúp đỡ để mà chúng ta nối giữa các giai đoạn của cuộc đời Chúa Giêsu với nhau. Thì chúng ta lưu ý trong 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu thì có liên quan tới chức vụ của Giăng Báp-tít. Trong năm thứ nhất, năm chuẩn bị thì ông Giăng Báp-tít ông làm phép báp-têm để sông Giô-đanh. Năm thứ hai, năm được mến mộ thì ông Giăng Báp-tít ông ấy bị tù. Và năm thứ ba là năm khổ nạn thì ông bị chém đầu. Đó. Và chúng ta thấy rằng trong hệ thống những cây cầu thì được chia trong hệ trong cái cấu trúc của phúc âm Matthew. Chúng ta thấy có 28 phần mà được chia làm 5 giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Giai đoạn đầu tiên, thời thơ ấu, phần giới thiệu là đoạn 1. Thời thơ ấu của Chúa Giêsu là đoạn 2. Năm khổ nạn của Chúa Giêsu, năm chuẩn bị của Chúa Giêsu là đoạn 3 câu 1 tới đoạn 4 câu 12 thì nó có một cái cây cầu tương ứng. Đó là cây cầu thứ hai. Và chúng ta thấy cây cầu năm khổ nạn của Chúa Giêsu, năm được mến mộ của Chúa Giêsu là Matthew đoạn 4 câu 12 đến hết đoạn 13 thì chúng ta có một cái câu cây cầu thứ ba, đó là Matthew đoạn 4 câu 12 13. Nó là cây cầu chuyển tiếp giữa năm chuẩn bị sang năm được mến mộ. Rồi năm khổ nạn thì là đoạn Matthew đoạn 11 à 14 đến đoạn 27 và có cây cầu là Matthew đoạn 14 câu 1 là chuyển tiếp giữa năm được mến mộ sang năm chuẩn bị và giai đoạn sau phục sinh. Xin lỗi, là chuyển tiếp giữa năm được mến mộ sang năm khổ nạn và giai đoạn sau phục sinh thì Matthew đoạn 28 và có cây cầu chuyển tiếp đó là Matthew 28 câu 1. Thế là toàn bộ bài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài về bài học Chúa cho chúng con học xong. Xin Ngài giúp đỡ cho anh chị em của chúng con là những cái người ở xa cũng như ở gần hiểu được hệ thống năm cái cây cầu nhớ và giúp chúng con ghi xuống ở Kinh Thánh để hầu cho chúng con được nhớ, được ơn trước mặt Chúa và để tra cứu học Kinh Thánh, học lời Ngài tốt hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em. Xin Chúa ban phước và rất hy vọng gặp lại, chúng ta sẽ gặp lại trong bài 10.